Chúng tôi khuyên là nên bỏ thuốc lá, nên bỏ thuốc lá. Bệnh nhân mỡ máu cao, ngoài những cái nguyên nhân tôi đã nói ở trên là do ăn uống vô tội vạ, không có một chừng mực nhất định gì cả, và kèm theo một cái thói xấu của những thanh niên và một số những người nghiện thuốc lá, nghiện bia rượu. Vì vậy, ngoài cái kiểm tra xét nghiệm mỡ máu thường xuyên, đi khám tổng thể ở cơ quan y tế, chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao, thực hiện chế độ ăn, và tuyệt đối, và chúng tôi khuyên là nên bỏ thuốc lào. Vì không nói thuốc lào thì mọi người sẽ bảo tôi bỏ thuốc lào, tôi hút thuốc lào, và rượu bia. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta bỏ hẳn, đúng không ạ? Chúng ta uống rượu, uống bia một chừng mực. Thí dụ như là chúng ta không nên quá, đối với nam là không quá 3 lon bia một ngày, còn nữ là không quá 2 lon bia một ngày. Đấy là bia. Còn rượu thì chúng ta không nên quá 50cc rượu whisky, và không nên quá 150 đến 200cc rượu vang.